Đây là các phần bánh lọt, phần đậu xanh và phần hạt lựu. Hôm nay Đậu Đỏ mời cả nhà cùng vào bếp với Đậu Đỏ và cùng làm món chè bánh lọt hạt lựu nước cốt dừa này nha. Công việc đầu tiên là mình sẽ đi nấu các phần đậu xanh này. Đậu Đỏ sử dụng là 100g đậu xanh cà vỏ. Tiết kiệm thời gian thì Đậu Đỏ các phần đậu xanh này, Đậu Đỏ đã ngâm trước 2 tiếng đồng hồ. Và nếu mình không có thời gian thì mình phải ngâm đậu xanh này ít nhất là 30 phút. Mình ngâm càng lâu thì cái đậu xanh của mình nấu thì nó càng nhanh nhuyễn. Cho vào đây là một tí xíu muối, khoảng 1/8 thìa cà phê muối. Rồi sau đó mình cho nước lọc vào trong đậu xanh này. Mình chế cái phần nước này nó khoảng xăm xắp mặt đậu. Và mình cho lên bếp mình nấu cái phần đậu xanh này 30 phút thì đậu xanh nó sẽ chín. Và khi cái phần đậu xanh này nó sôi lên, nó có những cái bọt á, thì mình dùng cái muỗng mình vớt cái phần bọt này mình bỏ đi. Mình không có xới dưới đáy cái phần đậu xanh nha. Xong sau đó mình lấy cái nắp nồi mình đậy lại. Và mình nấu trong vòng 30 phút thì phần đậu xanh của mình sẽ chín. Và nhớ là mình phải để lửa nhỏ. Và sau 30 phút cái phần đậu xanh của mình khi ăn thử thì nó cũng đã chín rồi. Mình cho vào đây là 15g đường cát trắng. Rồi, mình trộn đều ra nè. Phần đậu xanh để ăn với bánh lọt thì thường người ta nấu chín sau đó đánh nhuyễn chứ không có xay. Đó, mình đánh nhuyễn như thế này là được nha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đi làm cái phần hạt lựu. Ở đây Đậu Đỏ sử dụng là bột năng hiệu của Tài Ký, tinh bột năng. Và để tạo màu cho nó giống như màu của quả lựu thì ở đây Đậu Đỏ sử dụng là củ dền. Và trước tiên thì mình đi nấu cái màu củ dền này. Mình lấy cái nước củ dền này có hai cách. Một là mình cho vào trong nồi mình đổ nước và mình nấu. Cách thứ hai nữa mình cho vào cối máy xay sinh tố mình xay và mình lấy cái nước mình lọc qua nha. Củ dền này, và để lấy cái nước màu củ dền, Đậu Đỏ sử dụng là 50g củ dền. Một củ này nó to lắm, Đậu Đỏ chỉ sử dụng nửa củ thôi. Đậu Đỏ cắt lên là 50g. Mình cắt thật mỏng. Rồi mình cho vào trong nồi mình nấu. Với 50g củ dền, Đậu Đỏ cho vào đây là 100g nước. Mình nấu sôi cái màu củ dền này khoảng 2 phút là mình tắt bếp đi để cho nó giữ màu củ dền. Sau đó mình lọc qua cái rây. Củ dền này hiện tại Đậu Đỏ mới vừa nấu xong thì nó đang rất là nóng. Mình phải chờ cái nước màu củ dền này nó nguội hoàn toàn nước lọc bình thường thì lúc đó mình mới làm hạt lựu được. Nên mình phải để nguội cái phần nước màu củ dền này nha. Để làm cái phần hạt lựu, Đậu Đỏ sẽ sử dụng là 100g tinh bột năng. Mình ăn ít hay nhiều thì mình tăng số lượng lên. Hôm nay Đậu Đỏ sẽ làm là 100g bột năng. Và nước củ dền lúc nãy đi, mình đã nấu và để nguội hẳn rồi. Bây giờ mình cho từ từ vào mình nhồi ạ. Mình cứ cho từ từ vào và mình trộn đều lên. Công đoạn này là mình nên dùng tay. Mình thấy nó khô thì mình tiếp tục mình cho cái màu nước củ dền vào. Mình bóp chặt lại. Mình bóp lại cho nó thành khối á. Mình nhờ cái này mình chú ý là cái lượng nước. Đó, đến khi này mình dùa hết lại. Mình dùng tay mình nắn lại như thế này nè. Mình nắn cho cục bột mình nó chặt lại. Và cái tỷ lệ nước hôm nay Đậu Đỏ cho vào trong này là với 100g tinh bột năng thì Đậu Đỏ cho vào đây là 50g nước củ dền. Vậy mùng sạch cho vào đây. Và mình quấn lại để cho cái, nếu mà nó còn nước á, nó sẽ thấm vào trong cái vảy mùng này. Nếu mình không có vảy mùng thì mình dùng cái giấy nhà bếp hoặc giấy ăn cũng được.
Đó, cái phần nước nó ướt nó thấm vào trong khăn nè. Nữa là mình sẽ đi cắt nhỏ cái phần này. Đầu tiên mình chấn đôi nó ra. Cái độ dày của cái hạt lựu này là từ 3 mm, hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn là tùy mình. Ở đây đầu đỏ làm là khoảng 2 mm. Mình cắt xong mình cho qua cái phần bên này, có cái dây dây ăn á, để cho nó rút bớt nước nữa, cho nó khô đi ạ. Khi mình cắt xong mình để qua cái dây ăn này khoảng là 1 phút thôi, thì mình lại đi cắt nhỏ thành những cái hạt lựu. Rồi nó nhỏ khoảng là 2 đến 3 mm. Rồi mình cắt nhỏ xong mình quay đầu lại, mình cắt tiếp. Và cứ như vậy mình cắt cho hết đến hết cái bột này. Đỏ đã cắt xong cái phần hạt lựu nè. Bây giờ mình nấu một nồi nước sôi, mình cho vào mình luộc. Đó, nước phải sôi sùng sục như thế này nè, thì lúc này mình mới cho cái hạt lựu vào. Đó, mình vừa cho, mình vừa dùng đôi đũa mình quấy lên. Mình phải dùng đũa mình quấy, chứ không mình cho vào nó sẽ nóng cục. Cái hạt lựu bắt đầu nó nổi lên rồi nè. Mình muốn có cái màu trắng bên trong á, thì mình luộc khoảng là 1 phút là mình tắt bếp được rồi. Còn nếu mình muốn cái hạt lựu mình nó chín hẳn thì mình luộc khoảng 4 phút nha. Mình luộc được khoảng 1 phút rồi, mình tắt bếp. Mình vớt cái phần hạt lựu này mình cho qua liền cái phần nước lạnh. Đó, mình vớt hết ra nè. Nước trong này nó còn hơi nóng, mình đổ cái nước này ra đi. Mình thay tiếp cái nước nào đến khi nó nguội thì thôi. Đó, đây là cái phần hạt lựu mình làm xong rồi. Đó, trông giống như những cái hạt lựu chín đỏ tươi luôn. Đó, hạt lựu nó như thế này nè. Đó, hạt lựu từ bột năng của mình đây. Và mình cho trong cái phần hạt lựu này là 1 muỗng canh đường. Mình trộn đều lên để cho hạt lựu nó không dính vào nhau nhiều. Cái màu này rất là đẹp luôn. Phần tiếp theo nữa mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nước cốt dừa. Ở đây đỏ đỏ sử dụng dừa tươi, cái này là cái dừa già người ta bào ra người ta bán. Đỏ đỏ sử dụng là 300 g. Và để cho nó thơm thì mình cần một ít lá dứa và một tí xíu muối, đường và một ít bột năng. Và ngoài ra mình cần chuẩn bị thêm đó là cái túi để mình xay cái dừa này xong. Mình cho vào trong cái túi vải màng này mình lọc qua. Đây, cái vải nó như thế này nè. Sau đó mình cho vào cái máy cối xay sinh tố mình xay. Và để xay cái phần dừa nạo này, đầu đỏ sẽ sử dụng là nước ấm. Nước ấm ở đây là khoảng 40 đến 50 độ C. Mình đừng có dùng nước sôi để mình cho vào trong này mình xay. Thì lúc đó cái dừa của mình nếu mà dùng nước nóng mà để xay cái dừa nạo này thì nó sẽ bay mùi dầu. Mình nhớ là mình dùng nước ấm thôi nha. Với 300 g dừa nạo sẵn thì đồ đỏ sẽ sử dụng là 500 ml nước lọc. Mình đổ cốt dừa vào trong cái túi này để mình lọc. Đó, mình vắt thật ráo. Và để cái phần cốt dừa của mình nó sẽ mịn hơn thì mình lọc thêm qua một lần nữa. Với 300 g dừa nạo, đậu đỏ xay chung với 500 ml nước ấm thì sẽ thu được là 600 ml nha. Và mình cho lên bếp mình nấu. Đó, mình cho một tí xíu muối, một tí xíu như thế này thôi. Và để cốt dừa của mình nó không quá lạc thì đậu đỏ cho vào đây nè. Và 2 muỗng cà phê vuông đường.
và mình cho vài cọng lá dứa vào trong này cho nó thơm. Và mình dùng một cái chén, mình đong vào đây, cho vào đây là 2 muỗng cà phê bột năng. Mình cho 2 muỗng canh nước lọc vào trong này. Tí điều lên để tí nữa mình cho vào trong cái phước cúc dừa. Phần cúc dừa này nó vừa sôi thì mình cho cái phần bột năng vào. Mình vừa cho, mình vừa quẩy lên. Phần cúc dừa này ăn với bánh ngọt thì nó hơi lỏng chứ nó không đặc như những cái loại chè khác. Rồi mình cho cái bột năng vào xong rồi mình tắt bếp. Và tiếp theo nữa là mình đi chuẩn bị cái phần bánh lọt. Và để làm cái bánh lọt này nó có màu xanh thì mình phải chuẩn bị cái phần lá dứa. Ở đây Đậu Đỏ sử dụng là 50g lá dứa tươi. Sau đó mình cắt nhỏ và mình cho vào máy xay dân tố mình xay. Xong cái phần lá dứa thì Đậu Đỏ cho vào đây là 550g nước lọc. Mình cho vào mình xay chung với lá dứa. Sau đó mình dùng cái phần nước này mình để mình trộn bột luôn. Sau đó mình đậy nắp lại mình đem đi xay. Mình lọc cái phần lá dứa này qua cái rây. Sau đó mình dùng cái muỗng mình đè cho nó thật. Nước ở trong cái phần xác của lá dứa này nó chảy hết ra. Mình dùng một cái thau mình cân cái nước lá dứa này là 550g ạ. Và đây là 1/4 thìa cà phê muối. Và Đậu Đỏ cho vào trong này là 70g tinh bột đậu xanh. Đây, đây là cái tinh bột đậu xanh Đậu Đỏ sử dụng đấy ạ. Và 10g bột gạo lọc. Đây, và 10g bột gạo lọc. Đây, hiệu bột gạo lọc Đậu Đỏ sử dụng thế này này thế luôn. Đậu Đỏ sử dụng là 20g tinh bột năng. Và cái tinh bột năng Đậu Đỏ sử dụng của hiệu này. Sau đó mình quấy đều lên. Mình quấy đều xong rồi, sau đó mình để cái phần bột này nghỉ trong vòng 15 phút. Và cái phần bột lá dứa này Đậu Đỏ đã để nghỉ trong vòng 20 phút rồi. Sau đó Đậu Đỏ cho vào trong cái son. Sau đó mình cho lên bếp, mình quấy liên tục. Và lúc đầu là mình để lửa vừa, đến khi hỗn hợp này nó hơi nóng thì mình vặn lửa nhỏ lại. Quấy cái hỗn hợp này nó rất là nhanh nên mình chịu khó là mình đứng tại bếp mình quấy liên tục ạ. Và cái tổng cái lượng nước Đậu Đỏ sử dụng vào trong này là 600g. Bột bắt đầu sệt lại rồi. Bột của mình là khoảng là 50g nước nữa. Và tổng lượng nước mình cho vào trong bột này là 600g nước. 550g lúc đầu và Đậu Đỏ thấy là nó hơi đặc thì Đậu Đỏ cho vào đây là 50g nước nữa là sẽ là tổng 600g nước ạ. Đó, bột của mình khi ấy lên nó chảy dẻo như thế này nè là được ạ. Thì mình chuẩn bị một cái thau nước thật lạnh, mình bỏ đá vào trong này luôn. Và hôm nay Đậu Đỏ sử dụng là cái vỉ này. Mình chuẩn bị một cái hộp hình tròn như thế này. Cái đáy là đáy nó lủng đáy ạ, để cho cái bánh lọt mình nó chảy xuống. Ngoài ra mình dùng cái rổ cũng được, nhưng mà Đậu Đỏ thấy dùng cái này thì cái bánh lọt nó đẹp hơn. Và bột mình nó còn nóng thì mình cho liền vào trong cái rây này. Chứ đừng để nó nguội thì nó sẽ không chảy xuống được. Bánh lọt của mình nó sẽ nhỏ xuống như thế này nè. Rồi xong rồi Đậu Đỏ lấy ra đây. Đây những cái con lọt đây. Con lọt nó có nhọn hai đầu luôn nè. Mình cho cái phần con lọt này vào trong cái tô. Mình đem cái phần bánh lọt này mình để vào trong tủ lạnh. Đây là một phần bánh lọt. Và một ít hạt lựu. Và đây là đậu xanh đánh. Và khi ăn mình chan cái phần nước đường này lên. Mình chan ngọt hay nhạt là tùy mình ạ.
Và nấu cái phần nước đường này cũng dễ lắm, tỷ lệ là 1:1, có nghĩa là một nước một đường. Mình nấu cho sôi lên, sau đó mình tắt bếp thì là mình được cái phần đường để mình ăn chung với cái món chè này. Sau đó mình cho phần cốt dừa vào trong này. Cho vài viên đá vào trong này. Và đến đây Đầu Đỏ xin chúc cho cả nhà mình làm chè bánh lọt này ăn thật ngon nha.